Không lẽ Đoàn Nhân Gia cũng đi tìm Mã phu nhân? Tỷ phu, sao lại đi theo tôi? Ai nói muội đi theo huynh chứ? Tại huynh đi theo muội mà thôi. Thì ra ký hiệu này là do cô để lại. Ừ. Một cô gái chạy ngàn dặm xa xôi đến đây là vì theo dõi cha cô à? Trời ơi, vì mẹ muội si tình mới kêu muội theo dõi cha thôi. Còn tỷ phu thì sao? Huynh theo dõi muội có phải cũng lo cho muội không vậy? À Tử, tôi không muốn lo chuyện của cô, chỉ là tình cờ chung đường thôi. Tạm biệt. Nè tỷ phu à, nếu chúng ta đã cùng đường, hay là mình cùng đi chơi có bạn nha. Trên đường muội có thể giúp huynh đốt cơm giặt giũ, hầu hạ huynh, giống như là A Châu tỷ tỷ gì đó. Nè A Tử, cô buông ra, nam nữ cách biệt đó. Làm gì vậy? Lúc trước huynh cũng đánh tay A Châu tỷ tỷ như vậy mà. Tôi và tỷ tỷ của cô đã có hôn ước, đó là ngoại lệ. Trời ơi, muội còn tưởng đâu huynh là một người có phép tắc. Ai dè huynh cũng giống như cha mẹ muội, A Châu tỷ tỷ cũng giống như mẹ, mà muội quen nhau lén định chung thân. Cô im đi. Cho đến khi mà A Châu chết, cô vẫn là một cô nương trong trắng thiên nguyên, không có hành vi vượt giới hạn. Vậy thôi được, huynh không cho muội đụng vào huynh chứ gì? Vậy thì suốt đời suốt kiếp huynh đừng cho các cô nương khác đụng vào huynh. Đúng vậy. Tỷ phu, đợi muội với. Tỷ phu à, đợi muội với. Theo hết nổi rồi chứ muội đau lắm đó. Nè đại gia, bố thí cho tôi về mặt lẻ đi đại gia. Ê, để cho muội, để cho muội. Cảm ơn cô đường. Chuyện nhỏ thôi. Trời, có độc hả? Cô cô cái gì cô? Ta sao hả? Cô chó khôn không cản đường, sau này đừng cản đường ta. Ăn mày cũng là người, tại sao cô lại ác quá vậy? Sao quên binh vực hắn mà la muội chứ? Mà biết lúc trước quên là thủ lĩnh ăn mày, đương nhiên quên phải binh vực cho bọn họ. Nhưng bây giờ quên không còn là ban chủ cái bang nữa, người ta khinh thường quên, đừng bỏ quên đó. Cô, quên đánh đi. Lúc trước A Châu tỷ tỷ cũng từng bị quên dùng chữ đánh chết như vậy. Con bằng lạnh đánh chết muội đi, quên đánh đi. Tôi không muốn thấy cô nữa, đừng có đi theo tôi. Mà cố tình theo quên đó. Làm gì vậy? Đường này của huynh hả? Dạ, các quan mời bên này. Các quan cần dùng gì không? 10 cân rượu trắng, 2 cân thịt bò với 1 con gà. Ờ, dạ được, dạ được. Tiểu nhị đem rượu tới đây. Dạ tới liền, tới liền. Chà tiểu cô nương, cô cũng uống rượu hả? Cô nương là cô nương, sao còn thêm chữ tiểu vào chi vậy? Còn nữa, sao tôi không thể uống rượu? Lấy cho tôi 10 cân rượu trắng trước, 2 cân thịt bò với 1 con gà. Trời ơi cô nương à, cô gọi nhiều như vậy anh có hết hay không? Ông sao không có tiền trả hả? Ăn không hết tôi đem cho chó ăn, ông không cần lo. Dạ đem tới liền, tới liền. Rót rượu cho tôi. Trời, sao rượu thối quá vậy? Cô nương, cô làm ơn làm phước đi, đừng có phá đám nữa mà. Ông dám nói rượu này không thối phải không? Uống hết đi. Thỏi bạc này là của ông đó. Được, tôi uống, tôi uống. Có ngon không? À, trời. Nhị sư huynh. Tứ nhị. À. Mau lấy chén rượu này đi mời đại gia kia đi. À, cô đương à, hắn bị. Tôi biểu huynh lấy thì lấy đi. Sao hả vị sư huynh? Tiểu sư muội mà huynh uống rượu mà huynh không để mặt sao? À, hay lắm, hay lắm. Công phu giải độc của vị sư huynh đúng là tiến bộ thần tốc. Muội lập tức theo huynh về gặp sư phụ,
Nhị sư huynh à, vậy đi, phiền huynh về nói với sư phụ một tiếng, A Tử đã hẹn sẽ cùng tỷ phu muội lên đường, muội không rảnh về đó đâu. Được, nếu muội không tiện thì huynh về, muội hãy giao lại vật này cho huynh để huynh có thể dạng nói với sư phụ. À, vật gì vậy ta? Chính là cái này, muội biết mà còn hỏi. Được, không sao, huynh muốn muội giao phải không? Được, huynh cầm cái này đi. Tức là muội buộc huynh ra tay. Ê, nè, cầm lấy. Nè, thần mộc dương đỉnh nằm ở chỗ tỷ phu của muội, có bằng lĩnh thì qua lấy đi. Lên. Nói cho rõ rồi hãy đi. Tại sao độc khí lại dội ngược lại vậy? Nói mau, thần mộc dương đỉnh này có tác dụng gì? Tôi không thể nói được. Ngươi không nói chứ gì? Tôi nói thần mộc dương đỉnh là một trong tam bảo của bổn môn. Người nói mau, nó có tác dụng gì? Dùng để tu luyện Quá Công Đại Pháp. Quá Công Đại Pháp? Đại anh hùng, tôi xin ông cho tôi mang về trình bày với sư phụ tôi đi. Người muốn giữ cái mạng của ngươi hay là muốn giữ cái đỉnh này? Tôi không lấy đâu, không lấy đâu. Đi. Mũi coi chừng đó. Lấy ra đi. Lấy cái gì? Cái thần mộc dương đỉnh đó. Tức cười thật. Rõ ràng khi nãy muội đưa cho huynh mà, bây giờ rõ ràng huynh dở trò đánh tráo. Huynh lấy ra trả cho muội đi. Tinh túc lão quái đó lợi dụng Quá Công Đại Pháp, hoành hành giang hồ, nguy hại võ lâm trung nguyên. Cô đưa nó cho tôi để tôi hủy nó. Huynh muốn chiếm giữ nó một mình, dùng để luyện Quá Công Đại Pháp chứ gì? À Tử, được. Nếu như cô không chịu lấy ra, từ nay có chuyện gì tôi sẽ không giúp cho cô. Không giúp thì không giúp, nếu muội luyện thành Quá Công Đại Pháp, muội cũng không thèm ai giúp muội đâu. Thôi được, từ nay đường anh ấy đi. Đừng đẩy tôi mà. Bộ lên. Đây, quỳ xuống. Mau. Võ công vô địch, đánh đầu thắng đó. Đại sư huynh pháp lực lưỡng biên. Võ công vô địch, đánh đầu thắng đó. Đại sư huynh pháp lực lưỡng biên. Võ công vô địch,
đánh đâu thắng đó. Đại sư huynh pháp lực vô biên, võ công vô địch, đánh đâu thắng đó. Đại sư huynh pháp lực vô biên, võ công vô địch, đánh đâu thắng đó. Tiểu sư muội sĩ diện cũng lớn lắm đó, bác biết bao nhiêu người kéo nhau từ Tinh Túc Hải đến Trung Nguyên tìm muội. Đâu có gì đại sư huynh, quá đề cao muội thôi. Nhưng mà có điều á, mọi người ý đông hiếp yếu một mình tôi, lỡ để hậu thuẫn của tôi biết được á, e là sẽ tổn thương hoạt khí. Sợ quá đi tiểu sư muội, ai là hậu thuẫn của muội để huynh học hỏi với. Bằng họ chính là cha tôi, mẹ tôi và tỷ phu của tôi. Tiểu sư muội, theo huynh được biết thì từ nhỏ tới lớn muội được sư phụ nuôi nấng, ở đâu ra có nhiều bà con thân thích quá vậy chứ hả? Thật là tức cười, một con người nếu như mà không có cha có mẹ, không lẽ từ trong tảng đá nổ tung ra sao? Nè, có điều như vậy, lai lịch của hậu thuẫn tôi thật sự quá lớn, tôi sợ là nói ra rồi sẽ làm cho mọi người giật mình đó. Vậy đi, huynh cởi trói cho tôi trước, có gì từ từ nói, vậy tôi sẽ nói cho huynh biết bọn họ là ai. Thả muội cũng được, mau giao thần bổng Dương Đỉnh. Trời ơi, Dương Đỉnh đó ở trong tay tỷ phu tôi mà, nhị sư huynh cũng không dám bảo hắn đưa, tôi cũng đành chịu thôi. Không phải đệ không muốn lấy, nhưng mà võ công của tỷ phu nó thật sự lợi hại. Tiểu sư muội, thật ra tỷ phu muội là thần thánh phương nào, để trích tinh tử này học hỏi thử xem. Cũng được. Nè đại sư huynh, muội muốn hỏi huynh, tên tuổi đời bậc nhất trong võ lâm Trung Nguyên là ai vậy chứ? Ai cũng đều biết, dĩ nhiên là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Tiểu sư muội, muội đừng nói cho ta biết là cả hai người đó đều là tỷ phu của muội nha. Không cần, không cần, không cần. Muội cần một người là đủ rồi, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Kiều Phong. Kiều Phong là tỷ phu của muội. Chính là hắn, cho nên đệ bại dưới tay của hắn cũng tâm phục khẩu phục. Người đây bí mật của thần Mộc Dương Đỉnh nói cho Kiều Phong biết à? Đúng đó đại sư huynh, là đệ chính tay nghe hắn nói cho Kiều Phong biết đó. Đệ bị ép buộc thôi, đại sư huynh xin tha mạng. Vị sư đệ tiết lộ bí mật trọng đại của bổn môn, đó là tội gì? Đại sư huynh tha mạng, đại sư huynh tha mạng, đại sư huynh tha mạng, xin tha mạng. Được. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi sẽ là đại sư huynh của bổn môn, lúc đó không ai dám hỏi tội ngươi nữa. Ra tay đi. Đại sư huynh đâu bạn? Trần tự chết là thích đáng. Đại sư huynh, anh minh nhân nghĩa, thanh lý môn hộ, đúng là phước của bổn môn. Đại sư huynh, anh minh nhân nghĩa, thanh lý môn hộ, đúng là phước của bổn môn. Tiểu sư muội, xem chút huynh đã quên thì đã còn muội nữa. Tiểu sư muội, muội đánh cắp bảo đỉnh luyện công của sư phụ, lại còn để người ta lấy được nữa.
Muội cảm thấy bản thân mình đáng bị tội gì hả? Trời, khi huynh thả tôi ra để tôi bảo tiểu phu tôi trả lại cái đỉnh đó, còn bằng không bản thân huynh cũng khó mà giữ nổi. Đại sư huynh à? À phải à, sao huynh không nghĩ ra vậy ta? Hai về đi tiểu sư muội, cũng như nhị sư đệ vậy, dựa theo luật lệ của bổn môn, nếu như muội đánh thắng được đại sư huynh này thì muội sẽ là đại sư tỷ của phái Kim Túc. Tới lúc đó không ai dám hỏi tội của muội nữa, huynh cũng phải nghe lời của muội luôn hả? Huynh trói muội như vậy, muội làm sao đánh với huynh chứ? Cho tỷ tỷ dùng chữ lực đẩy ngược đống lửa cho hắn. Tức cười quá. Đại sư tỷ thần công vô địch, võ công vô địch, đánh đầu thắng đó. Ta chịu thua. Đại sư tỷ thần công vô địch, công dũng hoàn thành, đánh đầu thắng đó. Đại sư tỷ thần công vô địch, công dũng hoàn thành, đánh đầu thắng đó. Tế Phu, đại sư tỷ, mấy người đừng la lối nữa, nghe đây, không có lệnh của ta, không được đi theo ta, biết chưa? Cung tống đại sư tỷ, chúc đại sư tỷ thu thiện duyên vạn tuế, tái kiến kỳ công. Tỷ phu đợi muội với. Nè, đợi muội với. Sao cô lại đi theo tôi? Bây giờ cô đã trở thành đại sư tỷ của phái Tinh Túc, oai phong lẫm liệt, cần gì đi theo tôi? Ê, cũng không thể nói như vậy được tỷ phu à. Quynh cũng biết chứ, đại sư tỷ của muội chỉ là lừa gạt thôi, sao bị người ta lật tẩy nhanh thôi. Muội theo Quynh chắc ăn hơn đó. Không phải là cô nói có thần mộc dương đỉnh, vốn không cần đến tỷ phu như tôi sao? Vậy cũng được, trong lòng của Quynh chỉ có A Châu tỷ tỷ, có lo cho muội hồi nào đâu chứ. Tính tình của cô độc ác, vô pháp vô thiên, có thể lo được cái gì? Phải rồi, A Châu tỷ tốt hơn tôi nhiều lắm, tôi làm gì cũng không sánh bằng A Châu tỷ. Có bạn lãnh thì kêu tỷ ấy ở với Quynh luôn đi. Ơ nè, mau đi tìm đại phu dùng tôi rồi, đau quá, đau quá. Con lên tới nơi rồi, xin tha mạng. Cái đỉnh của tôi đâu rồi? Chết rồi, có phải là các người lấy không hả? Trả nó cho tôi, trả nó cho tôi, nè, trả đi. Mình đó kìa. Lúc nãy dọn bàn nhìn thấy cái đỉnh đó, tưởng đâu là cái lư hương nên mới đặt lên trên đó. Thật là khốn kiếp, lấy bà bối của tôi làm lư hương, các người có tin tôi đốt quán các người hay không vậy? Đừng đốt mà. Tiểu nhân đáng chết, có mắt không trồng, xin cô nương đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi ngang. Ha, tên mập này biết ăn nói nhất là ngươi đó. Thôi được, bây giờ muốn cô nương có việc phải làm, coi như các người lượm được mạng sống của mình đó. Cô nương. Cho hỏi quan nhân muốn tìm ai vậy? Cho hỏi Mã phu nhân có đây không? Cao danh quý tánh của quan nhân muốn tìm phu nhân của tôi có chuyện gì? Làm phiền bà vô thông báo giùm, cứ nói đại lý Đoàn thị cầu kiến. Dạ, vậy mời ông vào. Phu nhân à, có vị Đoàn nhị gia tới tìm bà. Thì ra là Đoàn nhị gia.
Mã phu nhân, lâu nay vẫn khỏe chứ? Hôm nay đoàn mẫu từ xa đến đây là có chuyện thỉnh giáo phu nhân. Tiểu nữ trong lúc hấp tấp chưa kịp trang điểm để ra tiếp khách, thật sự thất lễ. Xin đoàn nhị gia đợi một lát. Má Dương, căn dặn nhà bếp làm vài món ăn, lát nữa dùng để tiếp đãi khách quý. Dạ phu nhân. Bác Dương. Dạ phu nhân, có việc căn dặn. Bác lập tức mang lá thư này vào thành, giao cho bạch trưởng lão cái ban giùm tôi. Lá thư này quan trọng, nhanh lên đi. Dạ. Nè, đi ngõ sau đi. Dạ được rồi. Má Dương. Hả, có chuyện gì phu nhân? Căn dặn tất cả người hầu không có lệnh của tôi thì không được vào đại sảnh quấy nhiễu. Dạ phu nhân. Tiểu Khang, mời đoàn Dương gia ngồi. Đoàn Dương gia lặn lội đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo tiểu nữ tử, không biết là chuyện gì. Tiểu Khang, muội hiểu rõ nhất mà. Huynh từ đại lý lặn lội đến đây chỉ có một mục đích, là muốn gặp mặt muội. Đoàn Dương gia, xin ông tôn trọng một chút. Tuy là phu quân của tôi đã qua đời, nhưng tôi vẫn là Mã phu nhân. Muội đừng nói vậy. Nếu muội thực sự quên huynh, vậy tại sao muội còn cài đóa hoa lại?
muội đã căn dặn người hầu không được bước vào đại sảnh. Chúng ta hãy gần gũi nhau hơn. Tiểu Khang thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh. Huynh cũng vậy. Đoàn Lang, coi như chung này là rượu hợp cẩn của chúng ta. À, Tiểu Khang à, nếu như đây là rượu hợp cẩn, vậy Đoàn Lang phải mời muội trước. Muội uống xong rồi, giờ đến lượt huynh. Thì ra Đoàn Nhân Gia và Mã Phu Nhân là một đôi tình nhân cũ, xem ra cũng không giống là có mối thù sâu nặng. Nè, cạn hết. Tiểu Khang, rượu đã uống xong rồi, chúng ta phải thành đôi thành lứa. Ai thèm thành đôi lứa với huynh chứ. Lúc người ta cô đơn lẻ loi, ngày nhớ đêm mong huynh đến. Tên quan gia này đúng là vô lương tâm. Chính vì huynh sợ muội khó chịu được cái khổ tương tư, cho nên dù mưa gió bão bùng cũng phải đến đây để gặp muội. Huynh nhớ muội hồi nào đâu, nói gì đến 10 năm tương tư, còn dám mở to mắt nói dối, coi chừng bị trời tru đất diệt đó. Cho dù trời tru đất diệt, huynh cũng phải về đây gặp lại Tiểu Khang yêu quý của huynh. Được, cứ cho là huynh không thay lòng đổi dạ với muội. Muội hỏi huynh, huynh định thu xếp cho muội thế nào đây? Người ta đã nói hôm nay có rượu hôm nay say mà, chuyện sau này muội nghĩ làm gì chứ. Cuối cùng huynh cũng không chịu đưa muội về đại lý. Thực ra về đại lý có gì hay đâu, đại lý vừa nóng lại có nhiều bụi, huynh sợ muội lạ nước lạ cái thôi. Tiểu Khang, huynh lại đánh dụ muội vui vẻ một lát. Huynh không gạt muội đâu, bây giờ chúng ta có thể vui vẻ một cách thật sự rồi. Đêm dài đang đẳng, hạ tất phải nóng lòng nhất thời. Nè, uống đi, uống thêm một chung đi. Được, muội nói uống là uống. Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Khang, rượu đã uống xong rồi, xuân tiêu ngắn ngủi. Đoàn Lang hư lắm nha. Hay là về đi,
muội kể cho huynh nghe một chuyện để giải sầu. Cũng được, nhưng mà huynh muốn nghe người thật việc thật. Muội đừng thêu dệt đại một câu chuyện để lừa dối huynh. Huynh muốn nghe chuyện thật, dĩ nhiên muội sẽ kể cho huynh nghe. 10 năm qua chỉ có huynh lừa dối Tiểu Khang, Tiểu Khang có lừa dối huynh đâu. À. Lúc muội còn nhỏ, nhà muội nghèo lắm, muốn mặc một bộ đồ mới, cha muội cũng mua không nổi. Muội trời sinh lệ chất, cho dù có mặc giấy thô cũng rất khả ái. Huynh xuất thân từ hoàng tộc thế gia, từ nhỏ ăn uống no đủ, dĩ nhiên không hiểu rồi. Lúc nhỏ muội thường ngày nhớ đêm mong, mắc phải chứng bệnh mong muốn được mặc áo mới. Sau khi lớn lên thì sao? Đoàn Lan, muội đã vì huynh mà mắc bệnh tương tư từ đó cho đến nay. Tiểu Khang, muội trách huynh à? Năm muội 7 tuổi, cha nói với muội, Tết năm nay cha sẽ đem 3 con dê, 14 con gà trong nhà đem ra ngoài chợ bán, kiếm được tiền trở về sẽ mua giải qua cho muội may áo mới. Không ngờ vào một đêm giá rét, một bầy lan sói đã tha hết tất cả lũ dê và đàn gà. Cha muội phát điên cầm cây cung săn đuổi chúng lên núi. Rồi kết cục, cha muội hai chân khập khiễng trở về, thì ra giữa đường bị té xuống núi. Lúc đó muội thất vọng lắm, muội đã ngồi xuống đất gào khóc lớn tiếng. Cha, con không biết. Cha mau đi lấy đàn dê và đàn gà về đây. Con muốn mặc áo mới. Con muốn mặc áo mới. Con muốn mặc áo mới. Muội không lo cho vết thương của cha, còn biểu cha lên núi săn sói à? Huynh cũng không nghĩ xem, áo mới của muội biến thành tro bụi là đau khổ tuyệt vọng như thế nào. Nào ngờ qua ngày hôm sau, vào ngày mùng 1 Tết, Giang tỷ tỷ ở kế bên nhà, muội thấy tỷ ấy đã mặc một cái áo mới nền xanh hoa đỏ, đi ngang qua trước nhà muội. Muội nhìn thấy tỷ ấy xém chút muốn phát điên. Ngay đêm hôm đó, muội lén lút chui vào nhà của Giang tỷ tỷ. Muội tìm một cây kéo ở trong vỏ kim chỉ, cắt nát cái áo đó một cách điên cuồng. Muội cắt lấy cắt để, muội cắt thành từng mẫu vụn nát để tỷ ấy không bao giờ giá được. Sau khi muội cắt xong cái áo đó, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. So với bản thân muội được mặc cái áo mới còn thích thú hơn rất nhiều. À, Tiểu Khang, 10 năm trước huynh đã làm muội thất vọng, hôm nay cũng 10 năm sau, muội còn rất hận huynh, có phải không? Phải, muội hận huynh, muội hận đến nỗi muốn xé khăn tay của huynh ra từng mảnh vụn. Tiểu Khang, nếu muội hận huynh như vậy, tại sao muội vẫn còn giữ cái khăn tay mà huynh đã tặng cho muội ở bên người? Cái khăn tay này luôn ở bên cạnh muội 10 năm, cho đến ngày hôm nay muội nhẫn tâm xé nát nó sao? Uống rượu vào dễ cảm lạnh lắm. Nếu như huynh ngã bệnh, Tiểu Khang sẽ rất đau lòng. Tiểu Khang, vào đêm khó quên nhất của chúng ta, huynh dùng khăn tay này lau mồ hôi cho muội. Không ngờ đến ngày hôm nay muội vẫn còn giữ nó ở bên mình. Nếu hôm đó huynh không bỏ đi, trước giờ cũng không làm muội thất vọng, có phải tốt hơn không? Huynh biết 10 năm qua lúc nào muội cũng nhớ huynh, và huynh cũng đâu có thời khắc nào quên muội. Muội Tiểu Khang, Tiểu Khang.
Đoàn Lan tới đây. Đoàn Lan. Huynh mau dùng nhất dương chỉ đi. Nếu để cho người khác biết huynh bị trúng độc thì nguy to đó. Không thể nào. Tại sao huynh lại trúng độc chứ? Đoàn Lan, cái huynh trúng là thập hương mê hồn tán, nội lực toàn thân mất hết. Cái huynh trúng là thập hương mê hồn tán. Tại sao mũi biết? Vừa rồi khi mũi lau mồ hôi cho huynh, nhất thời sơ ý không nhớ, trên chiếc khăn này có dính thập hương mê hồn tán. Đoàn Lan, huynh không trách mũi chứ? Thì ra là vậy. Không, không thể nào. Mũi nhất thời sơ ý, để nào huynh lại trách mũi? Đoàn Lan, câu chuyện mà vừa rồi mũi kể với huynh, ý nghĩa của nó huynh có biết không? Mũi muốn huynh hiểu rõ tính tình của mũi. Nếu có món đồ gì đó mũi ngày nhớ đêm mong mà vẫn không đạt được, mũi chẳng thà tự tay quỷ nó đi. Tiểu Khang, Tiểu Khang, huynh biết mũi nhất mật tình thông với huynh. Mũi làm vậy chẳng qua muốn huynh hứa với mũi mãi mãi sống bên nhau với mũi. Huynh có chịu làm đôi phu thê danh chính ngôn thuận với mũi không? Được rồi, huynh bái phục mũi. Huynh hứa với mũi, ngày mai huynh sẽ dẫn mũi về Đại Lý chính thức cưới mũi, có chịu không? Huynh đó chỉ giỏi tài dỗ ngọt, mỗi lần dỗ xong là ngoảnh mặt bỏ đi. Không đâu. Huynh có biết không, mũi ghét nhất là đôi chân của huynh đó. Đừng, Tiểu Khang, Tiểu Khang, đừng mà, đừng mà, đừng mà Tiểu Khang. Mỗi lần huynh bước chân ra ngoài thì từ đó mất tâm mất dạng. Đoàn Lan, sau này huynh làm hoàng đế Đại Lý, huynh có phong mũi làm hoàng hậu không? Không được, huynh đã có thê thất nguyên phối,
không thể phong muội làm hoàng hậu. Huynh hứa với muội phong muội làm dương phi có được không? Câu nói này lẽ ra 10 năm trước huynh phải nói với muội, nhưng huynh không nói. Huynh có biết kết quả thế nào không? Kết quả muội đã lấy Mã Đại Nguyên. Chính vì huynh hại muội đầy đọa bản thân, không còn cách lựa chọn nào khác mới lấy Mã Đại Nguyên. Vì lấy Mã Đại Nguyên, thậm chí muội đã chính tay bóp chết cốt nhục thân sinh của mình. Hả? Cốt nhục thân sinh? Vậy cha nó là? Cha của nó họ Đoàn. Hả? Chính là đương kim đại lý Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần. Hả?